chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yama ZR độ huyền thoại hai thì tỉnh thức khiến người xem hốt hoảng. Chia sẻ từ cộng đồng mạng Facebook, cái chiếc Yama ZR độ đến từ Thái Lan đã lại rất nhiều cảm xúc cho người xem, bởi nó là chiến mã hai thì đã trở thành huyền thoại từ năm 1980 đến 1994. Đến thời điểm hiện tại thì ai đã sở hữu em nó là cả một gia tài. Và càng thú vị hơn khi em nó được đồ lại với những món đồ chơi cực chất được cắt lên xe hợp lý. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái chiếc xe độ này nhé. Do tuổi đời rất cao nên việc tân trang lại toàn bộ các chi tiết trên xe là chuyện không tránh khỏi. Và có thấy ở cái phần dàn áo đã được tạo một điểm nhấn với cái gam màu là xanh bạc đậm chất thau. Đi kèm đó những món đồ chơi được cắt lên xe từ các hiệu nổi tiếng như Rainbow, Holly vân được cắt lên một cách hợp lý, vừa mang cái sự cứng cáp mà còn tăng được hoạt động cho xe. Ở góc này thấy được cái sự sang chảnh chủ xe với những cái chi tiết lườn giữa được ốp carbon bơ là cực đẹp trong góc cạnh. Và ở góc này phía dưới thấy được thêm cái trợ lực sườn Holin với hành trình ti là 120mm. Đây là món đồ chơi giá trị cực cao, việc trang bị trợ lực sườn sẽ gây tò mò người xem, thường được đánh giá là quan làm kiểm là chính. Tuy nhiên nó lại mang tác dụng thực thụ cụ thể hơn là ổn định lái theo chiều ngang, tạo một cảm giác là từ hơi nặng cho đến nặng tùy vào người chỉnh trên nấm xay. Chính điều đó mà sẽ giúp cho xe ổn định hơn cái dòng độ cao. Hệ thống làm mát được tốt uống hơn với ống dẫn nhiệt Samco Sport, chèn chân trở nên hấp dẫn hơn với niềng nhờ một ánh cái sắc vàng là cực đẹp. Việc xuống bánh cầm giúp cho xe gia tốc nhanh hơn bởi cái trọng lượng xe được cắt giảm đáng kể. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp mạnh với heo của Rainbow 2 bánh xứng logo lớn để kèm nhiều ác thông qua đầu nối 90 độ là cực kỳ độc đáo. Không chỉ làm đẹp mà việc trang bị cái món đồ chơi thay thế này cải thiện cái lực phanh dứt khoát hơn. Đắm chìm với hai phía đốc máy mới len chèn trong từng chi tiết. Góc này với cổ buồng bầu đặc trưng của dòng hai thì sẽ đạt cho thứ âm thanh là tê tái điện lực. Exeter 210 độ tinh tế nhẹ nhàng trên bộ cánh nguyên thủy. Cái chiếc Exeter 105 phiên bản là 2010 ở bên dưới đây được bao phủ cho mình một phong cách ấn tượng nhẹ nhàng với những món đồ chơi được trang bị trên xe, không quá màu mè nhưng tạo một cái sức hút riêng cho người xem. Là dòng xe con tay đời đầu của nhà sản xuất Yamaha, sau bao năm cải cách đến nay thì Exeter đã dừng lại thế hệ là 150cc, cùng bóp chén mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên vẫn có những tín đồ yêu thích cái sự hoài cổ bóp chén thon gọn của cái dòng Exeter 2010 là lựa chọn hoàn hảo nhất. Và chiếc xe này dưới đây cũng tương tự như vậy. Khoác cho mình bộ áo nguyên thủy đậm chất thau với hai màu đen đỏ, yên được gọt lại kiểu dáng hai tầng nhẹ nhàng tạo cái sự góc cạnh rất là thẩm mỹ. Góc nhìn mờ ảo với cụm tăng Uma Racing được trang bị giúp cho việc gia tốc nhanh hơn. Thông giữa upbi tiện ích cho việc chứa đồ, chèn chân thon gọn nhưng không kém phần cứng cáp với cái niềng DD thắng của Thái Lan, hai hoa cùng với heo Rainbow 2 bánh xứng. Bánh lấy trước hút ánh nhìn với đội hình ốc roti để nó bật. Lốc máy sạch sẽ không tì vết. Ống xả AM cho thức âm thanh tê tái đầy vô lực. Cây vụt Race Boy giúp cải thiện cái độ nhúng im ái hơn so với phần nguyên thủy. Và đây là bản đổi dáng cùng với những đồng bọn. Cảm ơn bạn giúp này là cái tip, nhớ like, subscribe.